Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện món đầu cá chấm nấu với dưa chua, nấu canh dưa chua. Nguyên liệu để mình làm món này là mình mua một cái đầu cá chấm rất là to, khoảng 700-800 g, nhưng mà làm sạch bỏ mang đi thì chắc còn khoảng 600-700 g thôi. Và một bát dưa chua, cái này dưa mình tự muối, nó chua quá rồi nên là nếu mà ăn dưa thì nó hơi chua, nên mình sẽ nấu canh cá. Một ít hành tươi và một ít rau thì là, hai trái cà chua, hai trái ớt và một chút nghệ tươi để cho cá có màu vàng. Hành và tỏi mình đã băm sẵn. Bây giờ mình sẽ thực hiện nhé. Cà chua thì các bạn thái mũi cao. Thay vì canh cá nấu dưa chua này, các bạn có thể nấu rất nhiều loại cá như là cá rô hồng, cá rô phi. Cá đó nhiều thịt, nhà mà có em bé thì mình nấu cho bé ăn rất là tốt. Rau thì là thì cắt khúc khoảng chừng 2 cm. Thì rất là dễ ăn, và những ngày nắng nóng này thì mình hay nấu loại canh cho cả nhà. Một miếng nghệ này thì thái lát, bỏ nghệ này cho có màu của cá đẹp. Chỉ cần một miếng nhỏ thôi nha các bạn. Nếu các bạn là không có nghệ tươi thì các bạn có thể sử dụng bột nghệ, một chút bột nghệ. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt tay vào nấu nhé.
sau khi mà nước của mình sôi thì thì đầu cá chín thì mình sẽ cho ra dưa và rau cần rau. Cay thì một cái kinh nghiệm là như thế này, đó là các bạn đừng nên gia vị một lần, mà các bạn cứ nêm một lần rồi khi mà đồ ăn chín á mình nêm lại một lần nữa. Nếu mà vừa rồi thì mình không cần nêm thêm, còn nếu mà nó nhạt thì mình rất là dễ chữa, còn nếu mà các bạn nêm nhiều một lần á là nó dễ bị mặn lắm, dễ bị quá tay lắm. Rất là vừa rồi. Đây là tô canh cá mà mình vừa nấu xong, rất là thơm. Bây giờ trời lại đang mưa nữa, cả nhà cùng quây quần bên bữa cơm và có những món ăn ngon. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.